xin chào các bạn đã đến với channel của mình nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nè trong thời gian qua nha các bạn. Mong các bạn luôn ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái trang bị nè, một cái bản ngọc nè, mùa 15 cho DC nha. Auto win luôn nha các bạn. Let's go. Trước tiên chúng ta vào cái trang bị nha. Thì shop đầu tiên chúng ta sẽ lên một cái đôi giày, đó là gì, Hermes nha các bạn. Nhanh nhạy nè, tăng 60 tốc chạy nha khi mà thoát khỏi cái tình trạng giao chiến nè. Với một cái biệt tướng thì kém cơ động thì Grissy, chúng ta cần lên một cái đôi giày Hermes để đi ganh đồng đội nha. Hiện nay thì có rất là nhiều tướng kim về sát thủ luôn nha, kim mid, kim sát thủ, cho nên rất là cơ động nha. Nếu mà ai đi DC trong mùa này thì hãy lên một đôi giày Hermes cho mình nha. Shop thứ hai đó chính là Ngọc Đại Pháp Sư nha các bạn. Ngọc này cho chúng ta 140 công phép nè và 10% giảm hồi chiêu nha. Shop thứ ba đó là Vương Miện Headcrack, cho chúng ta 240 công phép nha các bạn. Và shop thứ tư không thể nào mà thiếu trượng băng nha, làm chậm nha các bạn, 140 công phép nè, bên cạnh đó có 850 máu tối đa và 5% tốc chạy. Và shop thứ năm chúng ta lên trượng hổ mang nha, 180 công phép, 10% giảm hồi chiêu và 40% xuyên giáp phép nha các bạn. Và shop cuối cùng đó chính là sách thánh nha các bạn, 400 công phép nè. Đó, các bạn cứ việc trang bị theo cái xu hướng này nha, đó là khó biết luôn trong mùa 15 này của DC nha. Mình đã chơi được 8 trận trong cái mà trang bị này và mình đã thắng được 7 trận nha. Còn trận một trận thua vì lý do là mình rất là xanh luôn nhưng đồng đội mình chết quá nhiều và bị lật kèo nha các bạn. Không thể nào mà gánh được nha. Các bạn cứ việc lên trang bị như thế này. Chúng ta qua bên Ngọc nha, trang bị Ngọc cho Rixi nha, trong mùa 15 này rất là ok nè. Đây, mình đã chuẩn bị đây. Đây là bản ngọc của Rixi nha. Ngọc đỏ 3 nè, công phép 5.3 nha, 10 viên. Ngọc tím, công phép 2.4, hút máu phép 1%. Ok nha các bạn, 10 viên nha. Bên cạnh đó thì ngọc lục hồi chiêu, giảm hồi chiêu là 1%. Các bạn cứ lên như vậy nha. Đây các bạn thấy không, công phép 77, hút máu phép 10%, giảm hồi chiêu 10% cho bản ngọc Grissy trong mùa 15 auto win nha các bạn. Đây, đó là chia sẻ mình về cái mà bản ngọc nè, trang bị cho Grissy đi mid nha, trong mùa 15 này auto win nha các bạn. Nếu mà cảm thấy bổ ích và hay thì hãy like cho mình nè, và subscribe cho mình, đăng ký kênh, bật chuông cho mình nha, để nhận thông báo sớm nhất nha các bạn, từ video của mình mới nhất nha. Nếu mà cảm thấy thương mình hơn nữa thì hãy share cho mình. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nè, mạnh mẽ nè và hạnh phúc nha. Bye bye.